thoại ông lạnh vậy? Nó lấy đét không được. Đây hết mày thôi đi chạy ăn qua bên kia đi bể sen đây, tới đây hết đường này, đường nó hết rồi nè anh em ơi, đường sình không à. Tao quay hàng rào nãy gội rồi gì lửng hả? Ok chịu mày luôn. Ê, cái cục điện này là cục điện tử thần nha anh em. Đường này
biết đám lá cõi trời không? Con mẹ mày nhanh đi mưa kìa. Con mẹ mày nhanh điên luôn. Đủ má bẻ đống lá chừng chó rồi được. Ok thì lại gần chút. Ai nồi mọi người, má đầu tiên quá, ui, đó chỗ đó là, nói chung là cũng, ui, chỗ này, trời đau tim quá mọi người. Đấy, bên kia là một khu vực rừng cây khá là ok.
Thằng này lông vậy trời. Xong chưa ta anh? Đào tim thân nè. Rồi rất là nguy hiểm nha. Nói chung cái này cũng giống như ăn trộm nhưng mà mình có giấy phép. Đủ gì ba? Đủ không vậy? Đủ không? Ít cái gì ba? Vô mày hết rồi, đi quay về đi. Quay đường nào? Quay đường nào? Con mẹ với xe kìa. Đi đường nào? Mày thích đi đường nào? Đi rồi ha. Ừ. Mày kìa, quay lại cũng đi, còn nhiều không? Thôi tao không xuống được rồi mày ơi, thôi được rồi, đủ bao trời cho cái này được rồi. Mày đường này, mày uống gì ơi, đường này xa lắm nghe đi, đi từ đây, thôi tao uống tài chuối bệnh, tao đâu uống lá chuối ngoài thêm. Thôi không tao thấy rồi, cho chứ đi đủ rồi mày ơi. Má nhà nó đâu có mở cửa đâu thì mày thôi đủ má mày, mày nghĩ ai anh mình tự lấy được như đây là mình ổn, mình lội ra đường là được rồi thôi ơi. Đây đủ má tâm linh rồi. Tao tưởng nhà nó giàu lắm, bờ tường nhìn bên kia bự lắm, mày ngồi chạy ngang nhà lẻ 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 lẻ. Bò sáng cuốn hay là sáng cuốn kì rồi chứ bánh ăn cái tao tưởng tao tao lụi vô chậm rồi mày đừng có lấy le này mày chỉ tao cái gì đụng thấy mày vẫn chưa được chó kì gì. Mà nói nhìn sao mà nói nhìn mê có gì vậy quê rồi, hết quê rồi. Đúng rồi. Nhanh cái gì, cái đường kia chạy nhanh thì ghê quá.
má xuống xe thải luôn rồi, thải đâu tới ai. Cái này mới bắt cười gặp đi thải đây luôn. Ủa gặp cái máy chụp hình luôn anh. Cười quá. Nói rồi có cái máy vui thôi. Từ này có làm xe không? Có lưu kia không? Quen rồi đó. Ủa, tưởng xe con nhỏ đó quá à. Cái nhìn đặc tài luôn á. Lấy gì đi tự không sợ gì vậy. Chị nhà nó đi ha. Chị nhà ai? Tại á. Chị nhà nhanh chạy chứ. Dạ. Ừ cũng được nữa. Tao cũng rồi. Chưa. Mất hồn. Má hôm nay gặp gái gì nữa ta. Để bên đây mình mới đi một vòng mà đổ mới đông đứa rồi đó. Nó nghỉ hè hết trơn rồi. Má nhìn nó xong nó nhìn lại. Nó nhìn nó nhìn mới quay nó nhìn cái máy mình nè. Nó nói nó đủ má vừa nhìn mà nhìn tao nhìn nó rồi mày đủ quá. Cái mặt tao lúc đó ổng cười vô đủ quá tiếng. Má nhìn là phải hài chứ mẹ. Má sau này anh em mình nổi tiếng cho trời má. Gọi là tiếng rồi ai vui vui cũng được. Má về đâu chủ mấy khúc người ta nhậu không mấy mặt cỡ nha. Thôi mấy người nhậu có để ý mình đâu, lo nhậu rồi. Ba có mấy người nhỏ rồi đừng có nhìn mặt được. Mấy người nhỏ nhìn mình, mấy người nhậu đâu có nhìn mình đâu. Mấy người đứt mày lộ đéo quan tâm nữa. Mẹ hôm nay nó mới biết nhỏ nó đâu trời. Nó không ngờ gặp quý tay. Má vừa rú đầu ra nó mới chịu à. Anh cười cái tao quay mặt ảnh đó. Nếu mình vô nhà chị mày còn có xe không? Súng cối cuối cuối mẹ nó đi. Okay. Súng cuốn được không? Cuốn được tao ba. Cũng có thơ mẹ không? Về lấy lá chuối ra vậy đủ nữa, lá chuối nữa. Đủ rồi. Mà để cho anh mà. Nhiều đừng để chuối. Quý tài. Chưa lại đâu. Ê, nó ngọt luôn ta. Đủ rồi, cái 50 ngàn cũng đủ rồi mà. Không, không là nó mua đó đâu. Nó mua đó mà. Cái này đủ mày. Lúc trước là mấy chiếc chết luôn á. Chưa khá. Ê ông ấy kìa. Ông gì? Ê ông á. Ê ông bưng nước tao mày trời. À ý đủ có ba rồi kìa. Trời đủ không biết đủ ba trời không. Không ba nhưng mà tao không có lợi đây đâu. Giờ mới thấy. Ồ má chẳng có đi quyêu rồi. Tao không quyêu đây đâu. Má gọi cái này mát trời. Tự nhiên có chiếc mộ trước mặt mình. Quyêu không quyêu là tao chơi á. Quyêu này không có lãng mạn nữa. Nè. Lấy tao mày đợi trong kia đi. Đợi vô nhà anh đi. Đó là đủ 20 phút luôn anh em mình đi. Thấy xe kịp lý rồi, phải không? Ủa phải không? Thấy mình quen gì đó, cái này quê gì đó. Giờ này quê gì đó. Rồi, trở lại đi mời. Lại dĩnh tao có gì dĩnh không biết nữa vô coi ít gì ba.